Ngũ hiệp Tiền Giang, Ngũ hiệp Cai Lậy Tiền Giang. Sầu riêng mùa nghịch, tháng giêng năm 2018. Cảnh quan Ngũ hiệp Cai Lậy Tiền Giang, tháng giêng năm 2018, ngày 2 tháng 1 năm 2018. Toàn cảnh về khu vực Cai Lậy toàn là sầu riêng. Sầu riêng mùa nghịch nhé các bạn. Toàn cảnh toàn là sầu riêng. Cây sầu riêng nhỏ xíu nhưng trái rất nhiều. Một vườn sầu riêng rất to. Quan về Cai Lậy,
hồi của chôm chôm, sầu riêng, quá nhiều sầu riêng, một bơ sầu riêng rất nhiều. Nơi nào cũng toàn là sầu riêng.